Bạn có bảng số lượng giao hàng theo từng ngày và bạn cần tìm ngày kết thúc việc giao hàng một cách tự động thì xem hết video này nhé. Ví dụ với sản phẩm 01 có các ngày giao hàng khác nhau và ngày kết thúc việc giao hàng là ngày 7 tháng 12 năm 2023. Bạn đặt công thức như sau để tự động tìm ngày kết thúc nhé. Bằng mắc mở ngoặc if mở ngoặc bạn chọn vùng dữ liệu để số lượng giao hàng tức là vùng từ D4 đến M4 này. Nếu như khác giá trị rỗng chấm phải Bạn chọn tiếp vùng dữ liệu ngày tháng giao hàng, tức là D3 đến M3 và cố định bằng cách F4. Đóng ạ à? đóng ạ à? Tức là nếu vùng điền số lượng giao hàng khác khoảng trắng thì sẽ lấy ngày tương ứng và hàm mắt sẽ tìm giá trị ngày lớn nhất trong danh sách ngày tương ứng đó. Lưu ý đặc biệt quan trọng chỗ này, bạn sẽ bấm đồng thời tổ hợp phím chôn Shift Enter. Tích vào đây để copy công thức của bạn. Và như vậy là xong, bạn nhanh chóng tìm được nghề hoàn thành đơn hàng. Khi bạn cập nhật ngày giao hàng thì ngày hoàn thành đơn hàng cũng tự động cập nhật nhé. Bạn đừng quên thực hành và xem tiếp các video sau nhé.